mấy cô này mua đồ cũng đứng ở trong cái đứng dậy là lại ra nha. Đó, cô chú chị mua rất là nhiều điều luôn cô chú. À, chị Loan đang ngồi ở trong nhà của chú chị. Chị Loan trước khi chị Loan xin xong chị Loan cười rất là tươi luôn cả nhà. Thì chị Loan vừa xuống live thì cũng rất nhiều cô chú anh chị đến đây mua đồ được cả nhà, đây này cả nhà. Chú chị Lô đang ngồi ở trong. Đó, cô chú chị có ông anh ấm tẹn bình bông nó bông thôi nha. Nó xay nó xùm xùm vô trong luôn nha. Có một anh trai ở quận 8 của chú anh chị cũng đến đây tặng bông cho chú Năm là thắp hương cũng từ Đài Loan là ngày 20 tháng 10 cả nhà. Hiện ở trong là có thành Mỹ nữa của chú anh chị. Thấy anh em vô Vi tặng nó không là ông, nhưng có đầy ý nghĩ nhưng khoảng 3 ngày sau cũng dùng quá có hoa đó thôi, nhưng không phải mua cái hoa nào cũng tặng ý nghĩa người ta còn trồng được cho thân thượng để kỷ niệm dành cho những gì hồi xưa ba ta thích, như chú Nguyễn Lương hồi xưa cũng khóa trồng hoa che một cái nhưng phải mua cái hoa đó đúng ý nghĩa người ta hỏi bị tàn còn
có thể cho chăm sóc trên thương thượng. Hoa đó chơi một lâu đúng không? Dạ. Nếu chậu hoa đó chị nhớ không lấy bao nhiêu tiền nhưng tình nghĩa cũng hỗ chị thôi. Giống anh em tặng bó hoa bự cũng 3 ngày. Sao cũng héo cũng bỏ gì thôi. Mỗi ngày rất ý nghĩa trồng lại còn hoa tươi nữa. Anh này cũng am hiểu gì không anh rất nhiều ha anh này. Anh ở trại bên quận 8 qua ha. Các anh cũng rất là vui khi mà được chị Loan tặng cho anh một quà ý ha. Rồi thắp nhang cho chú luôn nè, rồi chứ anh. Dạ. Thắp nhang cho chú Hồ Linh luôn rồi đó. Rồi. À. Anh rất là vui mà khi anh làm. Anh mới đi làm về à? Không. Ở nhà mới đi ra chợ qua mua mấy cái hàng này thôi. Thường anh đi làm gì anh? À, bảo vệ. Bảo vệ hả? Bảo vệ công ty hay là bảo vệ anh? À, bảo vệ tư nhân. À mà tư nhân. Bảo vệ tư nhân mà bảo vệ làm cái gì? Bảo vệ có thì bảo vệ các khu đó là hay là bảo vệ các nhân viên xe quán ăn. À quán ăn. Nói chung thì khán giả cũng vừa đến đây thì để nghe cho chị đang một bó bó bông. Chú chị thì em cũng mùa mưa ở đâu vậy? Cô chú chị thì hiện tại giờ đang cũng đứng ở trong của cô chú chị. Cô chú chị. Chị Loan cũng lấy xin gì xong rồi chị Loan đang ở trong đó. Bây giờ đang cũng đang nói chuyện. Tí nữa thì chị Ni cũng sẽ lên, đúng không anh? Đúng rồi. Tí nữa thì chị Ni cũng sẽ lên rước chị Hồng Loan đi. Đi đâu anh? Đi công chuyện. Đi dự tiệc ở đâu á? À, đi dự tiệc. Nhà ông Nhân cũng mới lên thôi, cũng thông tin cũng chưa nắm rõ. Chị Ni đang đi đường đến cái chỗ chạy. À, cô chú anh chị yêu mến Tim Miền thì Tim Miền thì cho cô chú anh chị chú Bơm Miền một like, một đăng ký, một chia sẻ của chú nhỏ. Thôi Bơm Miền sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo nha cả nhà mình ạ.